nghìn năm dựng nước giữ nước thì người Việt Nam mình ai cũng yêu nước, quật cường và sẵn sàng chiến đấu cho tới giọt máu cuối cùng để bảo vệ quê hương của mình. Không phải dân tộc nào cũng được cái đặc tính này. Người Việt Nam ta được cái đặc tính này, hiếm có người nào có được. Mà không phải dễ có lòng yêu nước đâu. Một tâm hồn tầm thường ích kỷ không thể yêu nước được. Nên có được lòng yêu nước là trái tim ta cũng đã đặc biệt rồi, vĩ đại rồi, chứ không phải là không đâu. Chứ còn nếu một người sống tầm thường, hưởng thụ, không bao giờ có chuyện yêu nước. Mà đôi khi đi qua một cái giai đoạn đời sống xã hội nó dễ dàng, gia đình khá giả, rồi bạn bè rủ rê, đua đòi, người ta cũng không thể có lòng yêu nước được. Hễ sống cuộc sống tầm thường hưởng thụ rồi thì đừng nói tới lòng yêu nước. Chỉ có những người nào mà biết khắc kỷ, nghĩ tới những vấn đề lớn, tự mình biết gánh lấy cái trách nhiệm đối với gia đình, đối với quê hương của mình, người đó mới có thể có lòng yêu nước. Trên cái tình yêu nước thiêng liêng và cao đẹp. Và chính vì cái lòng yêu nước nó thiêng liêng và cao đẹp, cho nên nó cũng là một cái liều thuốc thần kỳ, nâng dậy tâm hồn ta, chữa lành tâm hồn ta nhiều thứ lắm. Còn người mà không có lòng yêu nước, tức là trong tâm họ không có điều mầu nhiệm. Một lần đó thì ra Nghệ An, thì đang coi cái đổ cái bê tông cái mái chùa, thì có ông đó ông mới đến ông chào thầy, ông nói thế này. Thì ông nói, thầy nghe nói lúc đang xây chùa ông hay cúng cát cho xây dựng. Ông nói con trước đây con là người bị bệnh trầm cảm và trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện tự tử, không thiết sống, không thiết ăn, không thiết uống. Hôm có ai đưa cho con cái bài, nghe bài Biển Đông Dậy Sóng của thầy, con bừng dậy lòng yêu nước một cái, mất bệnh trầm cảm liền, con trở thành người bình thường trở lại và sống bình thường, vợ con mừng. Cho nên con tới lui chùa, bắt đầu làm những việc gì làm được và gia đình con rất là mừng. Không ngờ rằng cái tình yêu nước chữa lành cái vết thương lòng của ông. Vì thật sự là thầy nói cái tình cảm yêu nước là một điều mầu nhiệm. Mà ví dụ như thầy nói như ngay cả thầy đi tu đây được cũng chỉ bởi vì lòng yêu nước. Thầy nói câu này rất là lạ. Vì từ hồi nhỏ bắt đầu thầy chưa biết đạo Phật. Ở nhà thầy gốc Cao Đài mà, thầy không biết đạo Phật. Mà khi bắt đầu học tới lớp 5 được dạy về lòng yêu nước, thầy bừng bừng cái lòng yêu nước lên. Và từ đó thầy nguyện lòng thầy sống có lý tưởng, sống vì mọi người không sống cho mình. Thì cái lý tưởng nó cứ tiềm tàng trong tâm này thôi, thầy cũng chả biết làm gì. Cho đến khi gặp đạo Phật thì cái tâm mà có cái tình yêu nước, cái tâm mà chỉ muốn hy sinh phụng sự vị tha đó, nó bắt gặp cái đạo đức của đạo Phật, nó thầy bước vào luôn. Và sau này thầy đi tu dễ dàng cũng là vì như vậy. Nên cái tình yêu nước thì nói nó là một liều thuốc nhiệm màu nâng dậy tâm hồn. Nên ai mà không có lòng yêu nước thì coi như mình sống cuộc sống vô nghĩa. Nhưng mà để có được lòng yêu nước không phải dễ nha. Mình phải từ bỏ những sự hưởng thụ, phải biết rèn luyện, biết chịu khó, biết sống có trách nhiệm, biết nhận lấy trách nhiệm đối với xã hội, đối với gia đình, đối với quê hương. Ví dụ giặc thì nó cầm súng chĩa thế nè, mình ra mình đối đầu với nó sao, nó bắn nó bùm một quả, nó chết vài trăm người, nó bắn lại không. Để chiến đấu trong một cuộc chiến tranh nó cần cái hiệp đồng, cần cái sự lãnh đạo, chiến thuật, chiến lược khôn ngoan. Mỗi người đứng ở một vị trí hợp lý. Cái người nấu cơm lo nấu cơm cho tốt, cái người mà chuẩn bị bông băng, băng bó vết thương chuẩn bị cho tốt, người lái xe cho tốt, người ở mỗi người mỗi một vị trí cho tốt. Chứ không phải là người nào cũng cầm dao chạy ra chiến trường, phải không? Nó bắn cái bùm chết sạch. Nó phải có phối hợp, có hợp đồng và nép mình dưới một kỷ luật chung trong một sự lãnh đạo thống nhất toàn cái đất nước này. Cả nước này là một thế trận, toàn dân tộc này là một đội quân, không tách rời, không manh mún, không chia rẽ thì ta mới chiến thắng được. Chứ không phải mạnh ai nấy đánh, mạnh ai nấy chửi, mạnh ai nấy la, không phải. Thì giống như cây đũa bẻ từng cái gãy liền. Còn ta hợp đồng lại, cả dân tộc này đứng chung với một ngọn cờ lãnh đạo của nhà nước, mỗi người đứng một vị trí của mình thì ta mới chiến thắng giặc được. Nhưng phải khôn ngoan. Mày nói tại sao ba lần đánh thắng quân Mông Nguyên, máu đổ xuống đẫm ướt hết quê hương mình, nhưng mà ta cứ ca ngợi ông Trần Hưng Đạo, bởi vì có sự lãnh đạo sáng suốt của ông.
thì cả dân tộc này mới vào trận được. Nên ta tôn vinh một con người là vậy đó, để chứng tỏ rằng trong một trận đánh, cái sự nép mình trong một sự lãnh đạo, một sự chỉ huy mới là cái quan trọng. Ta quên mình, ta quên bản ngã mình, quên công mình, cống hiến, nép trong kỷ luật và nằm yên, chịu sự chỉ đạo chung từ một mối, thì ta mới chiến thắng giặc được. Và ta đành phải tin vào cái sự lãnh đạo của người cấp cao. Thì nhà nước ở trên cao họ nhìn thấy được nhiều mặt. Còn ta dưới đây ta chỉ nhìn thấy cái nhà hàng xóm mình và đọc vài tờ báo. Còn nhà nước mà đứng trên cao họ mới biết được mọi thông tin mật, thông tin không mật, biết hết. Cái nước kia nói như thế nào, nước nọ thế nào, lực lượng bên trong thế nào, tình báo hoạt động ra sao, nhà nước họ mới biết. Và họ mới vạch ra được kế sách. Cho nên trong khi chờ đợi để ta nhận cái sự chỉ đạo của nhà nước trong một cuộc chiến đấu, thì mọi người phải làm sao tu dưỡng bản thân mình nhiều hơn, tích lũy phước mình nhiều hơn để chuẩn bị bước vào một cuộc chiến. Nhớ, ta bước vào một cuộc chiến bằng cái phước trước đã thì ta mới chiến thắng được. Cho nên vì vậy ta đừng dại khờ manh động. Lòng yêu nước thì sục sôi, nhưng càng yêu nước chừng nào thì càng khôn ngoan, cẩn thận, bình tĩnh chừng nấy, không manh động, đừng để ai xúi dục. Cái người nào đó lại cho tiền mình, kêu mình đi biểu tình đi, đó là giặc. Nhưng nào nhà nước phát lệnh thì ta theo liền. Nhà nước chỉ đạo ta làm gì, để có một cuộc chiến, chiến tranh và chiến thắng, thì ta phải quy hết về một mối chỉ huy chung, chứ không được một manh múng ra. Giống như thời Pháp cai trị mình vậy đó, biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa tất cả đều thất bại, tại vì manh múng một vùng này vùng kia. Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật vậy đó, Pháp dập dẹp sạch. Đến khi có Bác Hồ bắt bạo cả một cái đất nước thèn thành một trận địa chung, thì ta mới giành được độc lập. Nhớ như vậy. Thì bây giờ vậy, trước cái nguy cơ xâm lược cả đất nước này, ta phải là một thế trận chung, một đội quân chung, không có ai tách riêng làm riêng hết, thì ta mới chiến thắng được. Mà đầu tiên phải nâng cái phước mình lên để đóng góp vào phước chung của dân tộc. Thank you.